Xin chào tất cả. Bây giờ tôi mới nói như thế này. Dù cho là bạn có nghe người ta đàn hay đến cỡ nào cũng không bằng chính bản thân bạn biết đàn. Tại vì khi mà chúng ta biết rồi á, thì dù cho chúng ta đánh nó không được hay lắm, nhưng mà cái đó là cái sản phẩm của chúng ta, do cái trí tuệ của chúng ta. Thì bây giờ tôi nói là như thế này. Trong âm nhạc đó, thật sự ra thì nó là mô hình vạn trạng, nhưng không phải nói như vậy là nó khó lắm đâu. Có thể là khi chúng ta nắm được cái quy luật của cách nó nhạc nó đi giữa cái cung và bán cung, rồi giữa các cái giai điệu trưởng thứ, những dấu thăng và dấu dáng, thì chúng ta biết được cái quy luật của nó rồi thì chúng ta dễ dàng thâm nhập nó. Mà một khi các bạn đã đánh được những bản nhạc đơn giản trước rồi ấy, thì sau bắt đầu bắt bạn đi vào những bản nhạc phức tạp. Thì khi bạn đã đánh được một hai bản rồi thì sau này bạn đánh những bản nhạc khác nó sẽ dễ dàng hơn. Còn về bản thân tôi ấy, thì hồi còn trẻ thì tôi rất là đam mê nó. Thì lúc đấy có lẽ là bàn tay nó còn mềm mại, nó dịu dàng. Nhưng bây giờ sau những cái tháng năm tuổi đời chồng chất thì với những công việc nặng nhọc thì bàn tay nó cũng không được mềm mại như xưa, nó phải cứng. Rồi tôi cũng bỏ lâu, tôi là ít có rèn luyện như trước kia. Trước kia thường xuyên chơi, còn bây giờ thì đủ chuyện, còn phải lo những gánh nặng trong cuộc đời. Thì bây giờ tôi cũng muốn là nói những một cái mà hiểu biết của mình thôi. Biết đâu có những người đang trong vấn đề, đang tìm tòi, đang sưu tầm mà gặp được những cái mà mình tự nhiên chưa có ai chỉ cho mình chưa nghe được. Thì bây giờ mình thấy thì mình sẽ cố gắng mình tập một vài bản để mình cho cuộc đời nó đỡ có những cái lúc mà nó buồn chán, hoặc là nó rơi vào những ngõ cụt bế tắc của cuộc đời. Vì âm nhạc nó là một cái nguồn vui. Vì tôi nói thì có thể nhiều khi người ta nói tôi nói hơi nhiều, chứ thật sự tôi nói là bây giờ trên thế giới này có 203 quốc gia trên toàn quả địa cầu, và tính ra về ngôn ngữ thì có tất cả 5.000 ngôn ngữ khác nhau. Chỉ có một cái elite thôi là tiếng Anh đó, mà nhiều khi nhiều người học cả đời cũng chưa đã biết hết tất cả. Thì làm sao tới 5.000 ngôn ngữ chúng ta được biết hết. Nhưng đối với âm nhạc thì nó dễ dàng hơn. Âm nhạc đó là coi như là một cái âm thanh mà tất cả mọi người trên thế giới đều cảm nhận, đều đồng cảm. Tôi ví dụ cái bản nhạc của Full Elite của Beethoven, có thể là trên toàn thế giới này nước nào người ta cũng biết, vì đó là một bản nhạc nổi tiếng lừng danh trên thế giới. Hay là bản Hạnh Phúc Thổ Nhĩ Kỳ của Mozart, vân vân. Thì bây giờ người nước Áo đến người nước Pháp chỉ cần nghe một người đó đánh bản nhạc đó thì biết được cái tâm trạng của người đó như thế nào qua cái bản nhạc. Cái âm nhạc nó là coi như là một cái phương tiện giao thông tin về ngôn ngữ. Thì bây giờ như thế này. Trước thì tôi đã nói về cái chủ âm của nó là La thứ. Thì hôm nay tôi xin nói về cái chủ âm của nó là Rê thứ. Rê thứ sẽ bấm như vậy. Chúng ta xem đây. Rê thứ thì trong rê thứ chúng ta biết rồi, chúng ta phải lấy nè. Bây giờ đồ rê mi fa sol la si thì bây giờ chúng ta lấy từ nốt rê là số 1. Rê. Rê rồi tới gì? Rồi tới mi, rồi tới fa. Thì chúng ta phải lấy 1 3 5. Rê rồi chúng ta sẽ lấy nốt fa là nốt thứ 2 và nốt thứ 3 là nốt la. Như vậy rê fa la chính là chủ âm la thứ, và đây là chủ âm của rê thứ đây. Và rê thứ là cái chữ của nó là chữ D M. Dm. Và trong rê thứ chúng ta nhớ rằng nó có một dáng, đó chính là si dáng. Si dáng, đây này, si á. Nó si á. Nó si thường thì nó nằm ở đây, nhưng mà si dáng nó trục về nửa cung thì nó nằm ở đây. Ở đây cũng vậy. Nó si đây thì nó si dáng nó sẽ nằm đây. Cho nên chúng ta đánh cho chú ý, cái nó si nó trục về nửa cung. Và trong rê thứ bao giờ cũng là si dáng chứ không có phải là si thường. Và đây là một cái bản nhạc là tiếng chuông là ngọn cờ. Thì tôi sẽ đánh và tôi sẽ nói cho các bạn biết rằng là cái khúc 1 của nó là chủ âm rê thứ, là một dáng là si dáng. Nhưng mà qua cái điệp khúc của nó thì nó chuyển qua rê trưởng là hai thăng, là gồm có pha đô. Các bạn hãy xem nhé. Khi mà tôi đánh tới nốt rê thì chắc là tôi phải quay về rê thứ. Tại vì trong cái chủ âm rê thứ có nốt rê là cái nốt quan trọng nhất
thì khi rời nước re thì tôi phải đánh nó vào re thứ, à, hoặc là khi mà tôi về la về pha thì tôi sẽ đánh con đó là pha pha trưởng, hoặc là khi mà tôi sẽ đến tới nút la thì tôi phải để thì la bảy tôi bấm theo bấm như thế này, tôi gồm hai cái này tôi chặn vào đây và tôi sẽ đưa con nút tôi chặn vào cái phím đen này, chúng ta sẽ la bảy như vậy. Tôi chỉ cần ba hợp âm thôi để tôi đánh các bạn này nhé, các bạn sẽ xem. Bây giờ tôi bắt đầu à. Bây giờ tôi sẽ chọn cái này là điệu của nó là điệu cha 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 bạn xem thấy chưa. Bây giờ tôi sẽ cho nó là cái tempo này cũng như lúc nãy tôi nói là tôi sẽ cho trục về 111, tức là 111 cái đập trong 1 phút, tại vì chúng ta để như ở trong cái đàn này tới 119 120 thì nó quá nhanh, chúng ta cần phải chậm để chúng ta bắt đầu tập hả. Bây giờ tôi sẽ đi nè, hợp âm nó đi nè. Chưa ha, tôi đánh như thế, mỗi lần tôi đánh tới cái nốt nào thì tôi chuyển qua cái hợp âm đó, tại vì tôi chỉ có giới hạn ở trong này là ba cái hợp âm, đó là gồm có re thứ, pha trưởng và la bảy. Thực sự ra nó còn nhiều hợp âm nữa nhưng mà chúng ta chỉ cần ba hợp âm cho cái bản nhạc này. Bởi vì sao như vậy? Tại vì chúng ta mới biết đàn, hoặc là chúng ta đàn cũng không phải là cái dạng là chuyên nghiệp, thì chúng ta chỉ cần ba hợp âm đó để đủ cho một cái bản nhạc. Vì ba hợp âm đó là nó nằm trong một cái vòng tròn khép kín như một cái sự tuần hoàn, nó quay đi quẩn lại. Thì khi chúng ta nhớ rằng là cái hợp âm mà re thứ nó xuất hiện thì bao giờ cũng có hợp âm la bảy nó liền kề, cũng giống như trong la thứ thì bao giờ cũng có mi bảy đi theo. Như vậy nên chúng ta phải nhớ rằng khi tôi bấm thì các bạn sẽ xem nó cũng giống như trong cái đàn guitar, thì có đàn ở trong đàn guitar nó cũng giống nhau về cái cách cấu tạo của hợp âm, mặc dù cái phím đàn và các cách cấu tạo của cây đàn nó khác nhau nhưng chung quy của nó cũng chỉ là bảy nốt do re mi fa sol la si. Như vậy chúng ta sẽ xem lại nhé. Tức là cái thứ đã xong rồi, bây giờ tôi qua cái điệp khúc. Điệp khúc của nó là gồm có hai thăng, là gồm có pha thăng và đô thăng. Thì trong cái trụ âm này á, thì nó từ re thứ nó sẽ chuyển qua re trưởng. Tức là re trưởng á, thì nó sẽ cái nốt nó pha thăng, thay vì re thứ thì nó pha thường, nhưng mà bây giờ re trưởng thì ta phải bấm vào cái ngón giữa này, ta bấm vào cái phím đen của cái phím đen số 3 này, đây là nó là re trưởng ha. Chúng ta xem ha. Bây giờ tôi đánh từ đầu, bắt đầu tôi chuyển qua trưởng nè. Tôi đánh là từ đầu, đã trưởng cái thứ luôn.